Ông vừa mới nói tới cái giá trị thặng dư và đầu nguồn là thủ phạm là ông Mác đấy. Trước khi tiếp tục giải ảo cái vấn đề kinh tế Trung Quốc, tôi nhớ tới một cái câu nói của nhà nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác ở Việt Nam, đó là ông Lữ Phương, thì ông nói thế này này: ngay cả Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn cũng chỉ có đứng mon men ở ngoài cái chủ nghĩa Mác chứ có biết khỉ đâu, cho Cái nên đó áp đúng. dụng một cách nó lung tung trên đất nước mình hết. Nhưng mà để hỏi ông Nghĩa rằng tất cả những cái báo cáo sai lạc đó thì không phải đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Trung Quốc không? Cái thời mà nó gọi là bước nhảy vọt vĩ đại năm 1958 chẳng hạn, tất cả những báo cáo lúc đó là sai hết. Bây giờ lúc nào? Không, nó tệ hơn như vậy đó, tức là không biết thế nào mà báo cáo nữa. Là tại vì lúc đó năm 1958 với 1961, trước đó nữa chúng ta còn đừng quên đấy rằng là cải cách ruộng đất của phía Trung Cộng áp dụng, và sau đó đó là những cái người gọi là lãnh đạo Việt Nam đó là ngu dại còn áp dụng nguyên con cái chuyện đó chẳng hạn. Thế xong rồi đó là cũng đã đưa ra những cái chỉ tiêu, đặt ra một cái tô suất, tức là một cái tỷ lệ nào đó, đó tính đổ đồng ra một cái xã như vậy, tại vì bên Trung Quốc thì nó có bao nhiêu phần trăm đó là nó là đại điền chủ chẳng hạn, thì bên này thì chúng ta cũng thi đua đó, thì tức là 5% những người giàu nhất, dù rằng là cái làng đó nó nghèo mạt ra mỗi người chưa đến được 3 xào ruộng chẳng hạn, này cũng phải đi tìm ra cho đại điền chủ như vậy. Thì cái đó nó sau đó thì mới báo cáo lên trên rằng là đồng chí ơi, em đã đạt được chỉ tiêu này chỉ tiêu kia, là tại vì cái hồi nãy tôi mới nói rằng là họ được thăng quan tiến chức là nhờ cái Thành tích giả. thành tích về mặt gọi là tăng trưởng như là Trung Quốc bây giờ, hoặc là thành tích về chưa về cái chuyện đấu đá đó là như chuyện ngày xưa, thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là tất cả những cái báo cáo sai lạc của ma quỷ thời ngày trước, hoặc là báo cáo sai lạc của tăng trưởng của phát triển thời bây giờ chẳng hạn đó, nó đều xuất phát từ một cái nhược điểm chính trị rồi đó, là người dân hay người cán bộ đó, người đảng viên đó họ không chịu trách nhiệm với lại cái quần chúng ở dưới, họ chịu trách nhiệm với lại cái đảng khốn nạn ở trên thôi, và cái đó nó mới giải thích ra nhiều thứ nữa. Thưa ông, Trung Quốc cái lúc mà dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình năm 1979 thì Đặng Tiểu Bình nói rằng mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là mèo nào ăn được chuột, để mà mở ra một cái giai đoạn gọi là đổi mới của bên Trung Quốc. Thì sau đó Việt Nam cũng bắt chước, tức là Hà Nội đấy, hình như là cuối năm 90 chẳng hạn thì đã có cái đại hội đổi mới đó, thì tình hình nó có khá hơn về mặt báo cáo hay là về mặt gọi là tăng trưởng kinh tế mà Việt họ đưa Nam ra thì con số thực? đầu tiên cả là có cái đại hội năm 86, nhưng mà cái đó là tức là bóp cổ người dân không được thì buông tay ra và gọi cái đó là đổi mới thôi, Cởi trói đấy. cởi trói. Nhưng mà thực sự ra lúc đó đó là cái phản ứng là từ dưới lên, cho đến lần sau đó đến năm 91 đó thì mới bắt đầu đưa ra cái gọi là đổi mới, nó có bài bản hơn. Lúc đó là học được của quan thầy ở phía trước, thành ra mới áp dụng từ trên xuống dưới thì nó cùng bài bản đó, cái một chi tiết như vậy. Cái chuyện quan trọng đó là như này này, là đến khi mà nó xảy ra cái vụ đại dược tiến khiến cho 6 triệu người chết ở bên tàu đó đó, Là bước đại nhảy bước vọt vĩ nhảy đại vọt này. vĩ đại đó, gọi là đại dược tiến đó đó, thì mọi người mới bật chết ra là tại sao mà ở trên không biết gì cả. Lưu Thiếu Kỳ là một trong những cái người nêu vấn đề về cái đó, và vì vậy trong cuộc cách mạng văn hóa đó là mới bị Mao Trạch Đông đánh cho đến chết ở trong tù là vì vậy đó. Thế thì sau đó Đặng Tiểu Bình mới thấy rằng là cái này không được, ở trên mà không biết được cái tình hình địa phương thì không không thể nào được. Lúc đấy ông mới bắt đầu ông cải cách được cái hệ thống gọi là thống kê cái thứ dần dần, rồi Việt Nam cũng là từ sau khi từ năm chín mấy đó mới bắt đầu học thêm về một số những cái gọi là người Việt Nam hay dùng cái chữ tài khoản, đó là cái chữ nó cực dốt. Nếu mà nó là tài chính ngân hàng thì mình gọi là tài khoản, còn nếu mà bây giờ đây là tôi có một cái chương mục không phải với ngân hàng, với lại một cái công ty thí dụ như là về thông tin này thế kia, tôi dùng chữ chương mục, tôi đâu có dùng chữ tài khoản, trong đó nó có cái tài có tiền gì đâu. Thế nhưng mà lúc đó mới bảo thế giờ mới kế toán quốc gia rồi những cái tài khoản quốc gia vân vân, rồi mới bắt đầu học cái đó. Người ta quên mất rằng là hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây đó là nó kế toán một cột và hai dấu thôi. Thế Một là cột sao? là cột là hết, hai dấu là cộng và trừ, cái gì vào đó đó thì Là cộng. tôi kể là cộng và cái gì ra tôi kể là trừ. Mà không hiểu là 500 năm về trước, 600 năm về trước người ta đã có kế toán đối phần, tức là bất cứ một con số gì, một dữ kiện gì, một cái chương mục, một cái khoản tiền hay là một cái máy móc đó, người ta đều biết rằng là gốc nó từ đâu ra. Tiền là mình vay hay là tiền là mình bỏ ra là vốn của mình, và mình dùng cái đó để làm gì và cái đó nó có lời hay không đặng để trả lại cái vốn hay là cái tiền lời đi vay. Tức là nó vào kế toán đối phần. Mãi về sau này đó là họ mới bắt đầu áp dụng cái đó, và khi áp dụng cái đó thì cũng đã lại là gian, tức là quên hẳn cái gốc là đi vay ở đâu ra. Đó mới là cái chuyện mà
bây giờ mới đang bị khủng hoảng về nợ nần của Trung Quốc, và Việt Nam cũng như vậy đấy. Thưa ông, kể từ khi Đặng Thứ Bình đưa ra cái chính sách đổi mới rồi Hà Nội bắt chước theo đó, thì cái tình hình nó có khá hơn không về mặt kế toán? Không có khá. 3 năm một lần thì họ thay đổi. 2009 vừa rồi họ cũng đã nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà nó không khá là tại vì cái căn bản của cái hệ thống kinh tế chính trị đó, tức là ai có thu thập cái dữ kiện đó để báo cáo lên ai, và nếu mà tình hình nó xấu tốt nó ra làm sao đó, đó họ có chịu trách nhiệm hay không. Thành ra mà cả một cái đám truyền thông ở ngoài này đó, đó là ca tụng Trung Quốc là đã có đà tăng trưởng, rầm cọp vân vân gì chẳng hạn. Thì khi mà họ sản xuất ra dư thừa mà để chất đống thì người ta vẫn kể rằng là có sản xuất. Người ta làm một cái cầu chưa xong rồi đã đổ thì phải bỏ thêm tiền để sửa lại cái cầu đó, người ta cũng vẫn kể cái tiền sửa lại với cái tiền làm cái cầu đó, người ta vẫn kể rằng là cái đó là cái đà tăng trưởng. Thì cái chuyện đó là chuyện nó xảy ra. Thành ra bây giờ thì dần dần thế giới thấy, nhưng mà trong 20 năm liền đó là Tây Phương đó, đó đã đánh giá sai Trung Quốc, đánh giá sai từ những cái chuyện mà tôi vừa mới kể vừa rồi chẳng hạn. Thế thì ngay cái hôm thứ tư vừa rồi đó, sau khi mà có cái thống kê của Trung Quốc đó, thì một số những cái học giả Hoa Kỳ đó, đó họ đã theo dõi Trung Quốc từ lâu, họ bảo ủa thế thì tại sao mà cái sản lượng hàng hóa vận tải bằng đường hỏa xa đó nó sụt 15%, mà cái tỉnh đó thì gọi là đà tăng trưởng nó lại lên. Thế thì chẳng nhẽ hãng xưởng họ sản xuất ra sắt thép xong họ để dưới đất ở ngoài cổng đó, còn họ không bán ra ngoài, không đi đâu cả, là tại vì không hòa xa, nó không chạy. Thì đấy là những cái thí dụ nó khá tiêu biểu để chúng ta dần dần suy ngược lại đó, để mình giải ảo rằng là đừng có bao giờ tin vào hệ thống thống kê của xã hội chủ nghĩa khi xã hội chủ nghĩa vẫn còn là một đảng độc quyền. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới kết luận để chúng ta sẽ nêu lại vấn đề này giải ảo vào phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Thế là chớ bao giờ tin vào cái hệ thống báo cáo hoặc là điều hành của xã hội chủ nghĩa khi mà một cái đất nước bị cái chế độ đồ đã cai trị bằng một hệ thống độc đảng. Mời quý khán giả xem chương trình Giờ Giải Ảo phần 2 với ông chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.